Sáng nay tại Nhà văn hóa thị xã Mỹ Hào, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội công nhân Tết sum vầy kết nối yêu thương năm 2021. Dự chương trình có các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù mới 7 giờ sáng, nhưng tại Nhà văn hóa thị xã Mỹ Hào đã có đông đảo công nhân viên chức lao động từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tụ họp về. Họ là những người lao động điển hình, cần cù, sáng tạo, nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Khi đến tham gia chương trình, mỗi người một tâm trạng, nhưng họ đều có chung suy nghĩ khi nhận xét đánh giá về sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đến công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cá nhân thì rất là thấy đồng cảm kích và rất là vui mừng để thấy liên đoàn các cấp, các ban ngành, liên đoàn lao động đã quan tâm đến người lao động. Bọn em đi làm xa quê thế này chỉ mong có những cái dịp như thế này ạ, để nhất là để gắn kết mọi người lại với nhau ạ. Em thấy rất là vui và cảm động ạ. Tôi cảm thấy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cái hội nghị như này tôi cảm thấy rất là ý nghĩa và rất là vui. Tổ chức các hoạt động rất là ý nghĩa đối với bọn em ở xa với cả những người có hoàn cảnh khó khăn ạ. Sau màn đánh trống khai hội của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, đoàn viên công đoàn người lao động đã được tham gia các hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh vai trò của người công nhân đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên, đồng thời đánh giá cao hoạt động của các cấp trong tỉnh trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Việc tổ chức ngày hội Tết sum vầy là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đến công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cùng với việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh cần làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với các cấp công đoàn trong tỉnh, tập trung tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới công nhân viên chức lao động, tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình Tết sum vầy, huy động tốt hơn nữa sự tham gia xã hội và tinh thần xã hội hóa để tập trung chăm lo Tết cho người lao động, đảm bảo mọi công nhân lao động đều có Tết. Đồng thời, tôi mong muốn đơn vị doanh nghiệp vì lợi ích của bản thân, mặt khác các chủ doanh nghiệp, đơn vị quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động. Coi người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, tin tưởng và tôn trọng người lao động để doanh nghiệp phát triển bền vững. Tại chương trình, 8 đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được nhận tiền hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn với tổng trị giá 250 triệu đồng. 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng đã được trao đến tận tay đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.